Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn, và hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của một bạn gửi tới trong bình luận. Đó là uống thuốc tránh thai thì trong trường hợp mà không có rụng trứng thì có kinh nguyệt hay không? Và chúng ta biết rằng là thuốc tránh thai, ở đây là thuốc tránh thai hàng ngày, thì là một trong những cái biện pháp tránh thai mà được rất là nhiều bạn sử dụng và hiệu quả của nó rất là cao, lên tới 99% nếu mà bạn sử dụng theo đúng những cái chỉ dẫn của thuốc. Và trong thuốc tránh thai hàng ngày thì chúng ta thấy rằng là có thuốc có cả hai hormone là estrogen và progesterone là loại 28 viên, và loại thuốc mà chỉ chứa estrogen không là loại 21 viên. Và thuốc tránh thai thì sẽ là ngăn cản rụng trứng. Chúng ta vừa mới xem kỹ về câu hỏi của bạn, đó chính là ngăn cản rụng trứng và nó làm mỏng niêm mạc tử cung để trứng đã thụ thai thì không thể làm tổ được nữa, và làm đặc cái chất dịch ở cổ tử cung để chống tinh trùng đi qua, giảm sự di chuyển của tinh trùng trong ống dẫn trứng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giải đáp về cái câu hỏi rằng là uống thuốc tránh thai hàng ngày có kinh nguyệt hay không. Phương pháp này thì rất dễ dùng và có độ tin cậy cao rồi, nhưng mà nhiều bạn không hiểu về cái thuốc này. Và trong những cái thời gian đầu sử dụng thì bạn sẽ gặp phải những cái tác dụng phụ rất nhiều, là buồn nôn, rong huyết, tăng cân nhẹ, tâm trạng thay đổi. Và những cái tác dụng phụ này sẽ biến mất sau khoảng 3 tháng thì dùng quen thuốc. Và những ai uống thuốc tránh thai hàng ngày vẫn có kinh nguyệt, do thuốc làm cho cái chu kỳ kinh nguyệt của các bạn là ngắn hơn, đều đặn hơn và lượng khí hữu ích hơn, làm giảm đau bụng kinh. Và thuốc này cũng có trường hợp là kê cho những cái bạn mà có vấn đề về kinh nguyệt không đều, uống vào để điều kinh nguyệt. Và tùy vào cái thuốc bạn sử dụng thì có thể là ngừng thuốc 7 ngày đối với vỉ 21 viên, thì hoặc là bạn dùng giả dược cả 7 ngày đối với vỉ 28 viên, và bạn sẽ có kinh trong vòng 7 ngày đó, thường từ 2 đến 5 ngày. Tuy nhiên, rất nhiều chị em thì uống thuốc tránh thai mà băn khoăn rằng là bị rối loạn kinh nguyệt thì có thể là chậm kinh hoặc là không có kinh. Thì bạn cũng không cần quá lo lắng, vì những cái thời gian mà mới bắt đầu sử dụng thuốc thì cái hormone nội tiết sẽ gây ra những cái tác dụng phụ, và chậm kinh hay là mất kinh thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, và bạn có thể tiếp tục sử dụng thêm 2 đến 3 chu kỳ nữa thì sẽ ổn định. Và đây là loại thuốc mà phù hợp với hầu hết phụ nữ, trừ những người mà bạn đang mắc bệnh tim, bệnh gan, cao huyết áp, tiểu đường, hoặc là phát hiện ung thư vú, ung thư ở các cái cơ quan khác thì không được sử dụng. Và nó còn giúp cải thiện cả cái làn da mụn của bạn nữa, và chống cái ung thư nội mạc tử cung, chống ung thư buồng trứng và không làm tăng thêm nguy cơ ung thư tuyến sữa. Nó có rất là nhiều tác dụng, và chỉ có thai nếu như mà bạn không chuẩn xác theo những cái hướng dẫn sử dụng thôi. Và uống viên đầu tiên vào ngày đầu có kinh, uống đều đặn mỗi viên vào một giờ nhất định để phát huy đúng cái tác dụng của thuốc. Và trong vòng 7 ngày đầu thì thuốc chưa có tác dụng, và nếu mà quên thuốc thì cần phải bổ sung theo nguyên tắc của thuốc. Chỉ cần quên một viên là trứng có thể rụng và làm tổ. Đó là những điều mà bạn cần chú ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.